Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 1 tháng 6 năm 2020 và là ngày thứ hai tại Hoa Kỳ. Và hôm nay chúng ta đã chính thức bước vào đầu tháng 6 và trước hết thì tôi muốn chia sẻ với các bạn một số những cái hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Thì có thể là trong vòng 2-3 ngày qua các bạn đã thấy đầy hết những cái hình ảnh tương tự được chia sẻ trên các mạng xã hội, trên những trang web, trên những đài truyền hình. Thì các bạn thấy được đây là những cái hình ảnh tượng trưng sau một đêm bạo loạn ở thành phố New York, và đây chỉ là một trong những thành phố mà đã bị cái nạn bạo loạn trong vòng 2-3 ngày qua. Thì các bạn thấy được là trong vòng 2-3 ngày qua có rất nhiều thành phố lớn đã gặp cái tình hình tương tự, như là từ New York đến Dallas, tới Atlanta, tới Chicago, tới những thành phố ở Cali như là ở San Jose, San Diego, Los Angeles. Các bạn thấy được là có rất nhiều những thành phố đã gặp cái tình trạng tương tự, những cái mà coi như là một cái cuộc biểu tình bình thường mà đã tiến tới và trở thành một cái tình hình hiện tại. Và các bạn thấy đây chỉ là những cái hình ảnh tượng trưng, chứ chúng ta không nói tới những cái hình ảnh mang cái tính chất bạo động mà chúng ta sẽ không có chia sẻ trên cái channel này. Thì các bạn thấy được là đây là một cái tình hình mà nhiều người coi như là bạo động, tại vì liên quan tới cái tình hình phân biệt chủng tộc giữa da trắng và da đen ở Hoa Kỳ. Thì đây là một cái đề tài mà đã có rất nhiều bạn hỏi thuận trong vòng 2 ngày qua, hỏi thuận về tình hình như thế nào, ảnh hưởng ra sao, nói thuận chia sẻ về vấn đề này. Và thực ra Thuận đã suy nghĩ rất là lâu trong vòng cuối tuần qua. Các bạn cũng đã thấy là cuối tuần qua thì những thành phố lớn hầu như là phần lớn đều bị ảnh hưởng ít hay là ảnh hưởng nhiều. Các bạn thấy được là ngay cả ở Los Angeles thì cuối tuần qua là đã có giờ giới nghiêm. Các bạn thấy được là sau 8 giờ đêm đã không được ra ngoài, và cái giờ giới nghiêm đó là có hiệu lực tới 6 giờ sáng. Và các bạn thấy được là ngay cả bây giờ thì ở thành phố New York vẫn còn cái giờ giới nghiêm là sau 11 giờ đêm là không được ra ngoài. Thì Thuận cũng đã theo dõi tin tức rất là nhiều, nhưng mà Thuận cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc chia sẻ riêng về cái vấn đề liên quan tới kỳ thị chủng tộc ở Hoa Kỳ. Tại vì Thuận thấy đây là một cái vấn đề rất là quan trọng, nhưng mà cũng không phải là một vấn đề mà liên quan trực tiếp đối với lại tài chính. Nhưng mà hôm nay Thuận muốn chia sẻ với các bạn về cái góc độ tài chính, là cái sự việc này ảnh hưởng như thế nào. Và các bạn thấy là trong cái tình hình này thì chúng ta thấy là crypto đã có sự tăng trưởng rất là nhiều. Các bạn thấy là Bitcoin ngày hôm nay cách đây chỉ có 3 tiếng đồng hồ đã có cái sự tăng trưởng rất là nhanh. Từ cái mức các bạn thấy được là chỉ khoảng chừng là 9.700 đô mà đã lên tới cái mức là 10.428 trong vòng thời gian rất là ngắn. Nếu chúng ta nhìn vào cái nến 15 phút thì các bạn sẽ thấy được là trong thời gian chỉ có chừng 45 phút đã có cái sự tăng trưởng nhiều như vậy. Bây giờ thì cũng đã đi xuống là một phần. Và thật ra cuối tuần qua các bạn thấy là Bitcoin cũng đã từ từ leo lên. Trong đó chúng ta có những đồng lớn cũng đã đi theo xu hướng của Bitcoin, như là các bạn thấy là những đồng như là Ethereum, XRP, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Litecoin, EOS, Binance Coin và Cardano. Những đồng lớn các bạn thấy là đều đi theo cái xu hướng của Bitcoin. Trong đó chúng ta có nói tới là những cái đồng mà đã có cái sự tăng trưởng mạnh trong vòng 7 ngày qua. Trong cái top 10 này chúng ta có đồng Cardano đã tăng 53% và đồng Ethereum đã tăng 20% trong vòng chỉ có 7 ngày. Và có hai điều. Điều đầu tiên thì muốn nói với các bạn là liên quan đến cái việc là phân biệt kỳ thị chủng tộc. Thì các bạn cũng đã biết Thuận là một người mà cũng đã sống ở đây cũng đã hơn 20 năm, đã sống đây 20 mấy năm. Thời gian Thuận sống ở Hoa Kỳ còn nhiều hơn là thời gian Thuận sống ở Việt Nam. Và Thuận thì may mắn hơn nhiều người, tại vì các bạn cũng đã biết, nhưng mà nào mà theo dõi channel này trước đây khoảng chừng là 2-3 năm thì cũng đã biết là Thuận làm việc cho công ty KPMG. Thì KPMG là một công ty mà Thuận phải đi công tác rất là nhiều. Và các bạn cũng đã nhớ là nhiều video trước đây Thuận phải làm từ những cái phòng khách sạn, tại vì Thuận đang đi công tác. Và mỗi lần Thuận đi công tác thì Thuận ở lại nhiều tháng để mà làm việc, chứ không phải là chỉ đơn giản là đi công tác vài ngày rồi sau đó trở về thành phố của mình. Cho nên Thuận cũng đã từng sống ở rất nhiều những cái tiểu bang, nhiều thành phố khác nhau, từ New York đến Ohio đến Minneapolis. Thì Thuận cũng đã trải qua rất là nhiều và cũng hiểu một phần về cái tình hình kỳ thị chủng tộc của Hoa Kỳ. Nhưng mà đối với Thuận, cho dù sống ở đây lâu như vậy, cho dù là đã được sống ở nhiều cái thành phố khác nhau, có nhiều cái văn hóa khác nhau, nhưng mà Thuận cũng không thể nào mà hiểu hết được những gì mà đang diễn ra. Và thật ra Thuận không nghĩ là một người nào đó có thể hiểu hết được cái sự việc bên trong là như thế nào. Chúng ta không nói đến riêng là cái sự việc mà đang xảy ra hiện tại, mà chúng ta nói tới chung cái sự việc liên quan tới cái mâu thuẫn và căng thẳng giữa người da trắng và người da đen. Cho nên mỗi người thì đều có thể là nhìn vào tình hình hiện tại và đưa ra cái quyết định cá nhân. Điều đó thì đương nhiên là mỗi người đều có quyền đó, nhưng mà Thuận chị khuyến khích các bạn là nếu như có thời gian thì chúng ta cũng nên tìm hiểu kỹ hơn, nhất là tìm hiểu về lịch sử của Hoa Kỳ và tìm hiểu về những cái sự việc mà đã xảy ra. Như là chúng ta thấy được là cái sự việc lần này không có phải là chỉ riêng là một sự việc riêng rẽ, mà các bạn thấy được đây là một điều mà đã từng xảy ra và sau này cũng sẽ xảy ra. Như là các bạn thấy là năm 1992, cái bạo động liên quan tới Rodney King ở Los Angeles, và từ năm 92 cho tới bây giờ đã có rất nhiều những cái đợt nhỏ hơn, chỉ là đợt này là một đợt là rất là lớn, thì sẽ làm ảnh hưởng rất là nhiều. Tôi nghĩ là đối tới cái sự hồi phục của nền kinh tế, và đây mới chính là cái điều mình thường muốn chú tâm trong video ngày hôm nay. Và chúng ta cũng sẽ nói tới Bitcoin, tại sao mà chúng ta đã thấy cái sự tăng trưởng của crypto trong khi mà cái tình hình lại bất an như vậy. Thì các bạn thấy được là không những là crypto tăng trưởng, mà ngày hôm nay các bạn thấy là ngay cả cổ phiếu cũng đã có cái sự tăng trưởng. Thì tại sao? Chúng ta sẽ nói tới một lát nữa. Nhưng mà mỗi một lần mà chúng ta nói tới một cái vấn đề nào đó mà không may mắn xảy ra, như liên quan tới là siêu lạm phát, liên quan tới khủng hoảng tài chính, khủng hoảng chính trị, hay là cái lần này là liên quan tới bạo động, thì sẽ có nhiều người nói là tại sao mà những người ở trong thị trường crypto như là chúng ta lại thích bạo động, lại khuyến khích, lại cầu mong có những cái sự bất ổn đó để mà được tăng giá. Thì điều đó là một điều mà nhiều người cho là không tốt, nhưng mà thường thì không nghĩ như vậy. Các bạn nên thấy là những cái điều mà đang xảy ra bây giờ, ngay cả liên quan tới là khủng hoảng tài chính, khủng hoảng chính trị, hay là siêu lạm phát, hay là tiền pháp định mất giá, đây là những điều mà đang xảy ra và sẽ xảy ra. Các bạn thấy được là thị trường nào thì cũng đi theo cái chu kỳ, và khủng hoảng tài chính là một điều mà không thể tránh được. Nếu như mà các bạn chỉ đơn giản nghĩ là sẽ không có thì sẽ không có, hay là các bạn cầu là nó sẽ không xảy đến là sẽ không xảy đến, thì các bạn là chỉ là đang mơ ước mà thôi. Tại vì sự thật là tiền pháp định là sẽ liên tục mất giá và sẽ tiếp tục mất giá chứ không ngừng ở đây. Khủng hoảng tài chính sẽ đến, nếu không phải đến hôm nay thì sẽ đến ngày mai, cũng sẽ một ngày nào đó. Chu kỳ cũng sẽ đi đến cái chu kỳ đi xuống. Đây là một điều mà hoàn toàn rất là tự nhiên trong thị trường tài chính. Cho nên thay vì chúng ta ngồi đó và mong ước là mọi chuyện đều tốt đẹp, mong ước là tất cả các quốc gia đều an bình, thì các bạn nên tự chuẩn bị cho bản thân mình là khi mà có những cái sự cố này xảy ra, tại vì không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra, thì các bạn đã có chuẩn bị gì về mặt tài chính của mình, các bạn lưu trữ tiền ở đâu, các bạn đầu tư vào những mảng đầu tư nào. Chúng ta không nói riêng về Bitcoin mà chúng ta nói riêng về vàng, cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản. Bất cứ là các bạn đầu tư vào một cái mảng đầu tư nào thì các bạn cũng nên chuẩn bị tâm lý. Tại vì những người nào mà đã sống đủ tuổi thì cũng sẽ nói cho các bạn biết được là sớm muộn gì thì chúng ta cũng sẽ thấy được khủng hoảng tài chính, sớm muộn gì các bạn cũng sẽ thấy được là cái tiền pháp định mất giá liên tục, và sớm muộn gì các bạn cũng sẽ thấy được là mâu thuẫn, căng thẳng chính trị giữa các quốc gia sẽ diễn ra và sẽ diễn tới một mức mà đã không còn đường hồi lại. Thì lúc đó các bạn sẽ quyết như thế nào? Đây là một điều mà hoàn toàn là bình thường trong cái cuộc sống này. Cho nên không phải là chúng ta nói tới cái vấn đề là cầu mong cho gì đó xảy ra để cho crypto lên giá, mà cái mà Thuận chia sẻ với các bạn hàng ngày đó chính là cho các bạn thấy được là cái sự tương quan giữa Bitcoin với những cái sự kiện xảy ra trên thế giới hiện bây giờ. Thì Bitcoin phản ứng như thế nào để các bạn có thể là có thêm một phần tài liệu để đưa ra quyết định cho bản thân mình. Và nói tới đây thì cũng như thường lệ, trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mà đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và nếu như mà các bạn thích theo dõi Thuan Capital trên cái mạng xã hội thì các bạn có thể theo dõi Thuan Capital bằng cách là bấm vào thuancapital.com. Sau đó các bạn bấm vào giới thiệu để tìm thấy các link như là link Facebook, link Telegram, link Twitter, và các link cũng sẽ nằm ở phía dưới video này. Cũng như là các bạn muốn tìm hiểu những sàn giao dịch như là những sàn margin crypto như là sàn NAPX hay là sàn Bybit, và những sàn như là Binance hay là Coinbase thì link cũng sẽ nằm ở phía dưới video này. Thì trước hết chúng ta hãy trở lại và nói tới cái tình hình tài chính, sau đó chúng ta sẽ chuyển qua nói về cái sự ảnh hưởng đối với tài chính, về cái sự việc đang xảy ra và tại sao chúng ta thấy cái sự tăng trưởng của Bitcoin. Thì các bạn thấy được là trên channel này chúng ta sẽ nói về tài chính, cho nên chúng ta sẽ đi thẳng vào cái vấn đề này. Đây không phải là nơi để chúng ta bàn luận về cái vấn đề chính trị hay là về vấn đề kỳ thị chủng tộc. Các bạn tin thì có, các bạn không tin thì không có. Đó là tùy mỗi người. Nhưng mà nói về cái sự ảnh hưởng của tài chính thì chúng ta không nói đến đúng sai. chúng ta chỉ nói tới là ảnh hưởng tài chính như thế nào trong cái sự việc này. Thì các bạn thấy được là trong những cái đợt mà biểu tình này dẫn đến bạo loạn thì đã xảy đến những cái việc như là nhiều người đã đập phá nhà cửa, nhiều người đã đập phá những cái tiệm, nhiều người đã đốt cháy những cái tiệm, nhiều người đã ăn cắp nhiều hàng hóa từ các tiệm, như chúng ta nói tới là tiệm Target, tiệm Lowe's, ngay cả chúng ta nói tới tiệm Apple, Adidas, Nike, vân vân và vân vân. Có rất nhiều tiệm đã bị thiệt hại trong những cái cuộc bạo loạn này và đã bị nhiều người đập phá cửa tiệm và lấy mất hàng hóa đi. Thì các bạn thấy được là điều này sẽ dẫn đến cái sự việc như thế nào. Thì trước khi mà chúng ta nói tới cái vấn đề này thì Thuận có 5 cái biểu đồ Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Thì 5 biểu đồ này là 5 biểu đồ liên quan tới cái sự hồi phục của nền kinh tế của Hoa Kỳ hiện bây giờ là như thế nào. Và cái biểu đồ đầu tiên Thuận cho các bạn thấy được, đây là cái biểu đồ mà đi lại của người dân. Sau khi mà những cái lệnh ở nhà từ từ được bỏ đi thì người dân có đi lại được như xưa hay là chưa. Thì các bạn thấy được là sau khi mà có những cái lệnh ở nhà thì đây là tài liệu dựa theo Apple Maps, có nghĩa là Apple cung cấp tài liệu này cho những cái người mà viết bài để họ thấy được là trong thời gian gần đây là bao nhiêu người sử dụng cái máy Apple để mà định vị đi đâu. Thì các bạn thấy được là sau khi mà những cái lệnh ở nhà xảy ra thì đương nhiên là mọi người đều ở nhà, cho nên cái biểu đồ này các bạn thấy là cái đường màu đen này đó chính là người ta đi lái xe là bao nhiêu, cái đường mà màu xanh lợt này là định vị cho người ta đi bộ, và cái đường màu xanh đậm hơn là sử dụng những cái thiết bị di chuyển công cộng như là xe bus, như là tàu điện ngầm. Thì các bạn thấy được là sau khi mà những lệnh ở nhà từ từ phai mờ đi thì mãi cho tới thời gian gần đây các bạn thấy được là người ta mới bắt đầu là lái xe lại. Tuy nhiên cái số lượng mà người lái xe lại mà sử dụng Apple để mà tìm kiếm định vị cũng đã không như xưa, cũng vẫn còn xa trước khi mà có những cái dịch bệnh xảy ra. Và các bạn thấy được là ngay cả đi bộ bây giờ nhiều người cũng không muốn đi bộ. Các bạn thấy được là cái đường màu xanh này so với lại cái số lượng người mà đã lái xe lại thì cái đường màu xanh lợt này bao nhiêu người tìm định vị để đi bộ đã đi xuống rất là nhiều, có nghĩa là nhiều người vẫn lo ngại đi bộ ngoài đường. Và nhất là khi chúng ta nói tới là sử dụng những cái thiết bị di chuyển công cộng như là xe bus, tàu điện ngầm, thì các bạn cũng đã thấy được là đây là cái phần mà hầu như chúng ta không thấy cái sự hồi phục. Tại vì bây giờ tôi nghĩ là nhiều người vẫn rất là lo lắng cho nên không dám sử dụng những cái phương tiện di chuyển công cộng. Đây là cái biểu đồ đầu tiên cho mình thấy được là sau khi mà những cái lệnh mà ở nhà từ từ phai mờ đi thì mọi người có ra đường hay là không, cho các bạn thấy được một phần là kinh tế hồi phục như thế nào. Cái hình thứ nhì này các bạn thấy được là liên quan đến là sau khi mà cái lệnh ở nhà bị bỏ đi thì người ta có trở lại những quán ăn hay là không. Thì các bạn thấy được là cái sự hồi phục của quán ăn hầu như là rất là thấp. Các bạn thấy được là sau khi mà cái lệnh ở nhà được đưa ra thì gần như là 100% là mọi người đều không đi đến và ngồi lại những cái quán ăn, những cái nhà hàng. Tại vì những nhà hàng đã không cho khách ngồi lại và bây giờ thì mở cửa trở lại, nhưng mà cái số lượng người mà đi vào quán ăn, đi vào nhà hàng thì chỉ hồi phục lại có 20%, vẫn còn rất là xa so với trước dịch bệnh. Đó là điều thứ nhì. Đây là cái tài liệu dựa theo Open Table, một cái ứng dụng mà các bạn có thể dùng để mà đặt bàn ở những quán ăn. Cái tài liệu kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn là cái biểu đồ thứ ba này, đó chính là liên quan tới hotel, nghĩa là liên quan tới những cái khách sạn. Thì các bạn thấy được là khách sạn thì trước khi mà có dịch bệnh xảy ra thì trung bình là khách sạn là có khoảng chừng là 62-63% là người đặt phòng, có nghĩa là khách sạn có 100 phòng thì 63 phòng là đã được đặt. Thì các bạn thấy sau khi mà tình hình dịch bệnh xảy ra thì bắt đầu là giữa tháng 3 cho đến giữa tháng 4 thì cái số lượng người mà ở khách sạn đã giảm xuống còn chỉ có 22%. Nhưng mà sau khi mà thị trường bắt đầu là mở cửa lại, các nhà hàng, các cửa hàng mở cửa lại thì các bạn thấy được là cái sự hồi phục khách sạn cũng rất là chậm. Bây giờ là vẫn dưới 40%, nghĩa là vẫn cách xa cái lúc mà cách đây 2-3 tháng trước khi mà dịch bệnh xảy ra rất là nhiều. Kế đó nữa chúng ta nhìn vào cái biểu đồ thứ tư này. Còn tệ hơn nữa, đây chính là US Air Travel, có nghĩa là đi lại bằng máy bay ở nước Hoa Kỳ. Thì các bạn thấy được là sau khi mà những cái lệnh liên quan tới là cấm đi lại thì các bạn thấy được là cái số lượng người mà đi lại bằng máy bay cũng đã giảm xuống gần như là 90%. Sau khi mà máy bay bắt đầu mở cửa lại, nhất là mở cửa lại để mà đi nội địa, thì các bạn thấy được là cái số lượng người mà dám đi máy bay bây giờ thì rất là ít. Hầu như cái sự hồi phục từ đầu tháng 5 cho tới bây giờ là rất là thấp luôn. Có nghĩa là mọi người vẫn rất là lo ngại khi mà nói tới đi máy bay. Kế đó nữa chúng ta nhìn vào biểu đồ cuối cùng. Biểu đồ cuối cùng này là biểu đồ liên quan tới mua nhà. Thực ra chúng ta cũng không có nói nhiều về biểu đồ này. Các bạn cũng đã thấy là Thuận làm một cái video riêng về bất động sản. Thì bây giờ người ta khi mà mở cửa lại thì người ta vẫn tiếp tục để mà đi mua nhà, tại vì nhiều người không mua nhà được trong thời gian 2-3 tháng qua tại vì dịch bệnh, cho nên bây giờ họ có cơ hội và bây giờ là hè cho nên họ phải tranh thủ đi mua nhà. Đây là một phần ở trong nền kinh tế mà có cái sự là đứng vững sau khi mà dịch bệnh. Mình thấy được là sau khi mà những cái lệnh cấm ở nhà từ từ phai mờ thì bắt đầu giữa tháng 4 cho tới bây giờ thì số lượng người mà đi mua nhà đã có cái sự hồi phục rất là nhanh. Nhưng mà đây chỉ là một phần của tài chính, các bạn thấy được là những cái phần khác như là đi lại, đi mua sắm hay là đi bộ ra ngoài đường hay là ở khách sạn hay là đi ăn nhà hàng thì không có cái sự hồi phục như là nhiều người mong muốn. Đây là điều mình muốn chia sẻ với các bạn. Thì tại sao chúng ta lại nói tới những cái biểu đồ này? Tại vì các bạn thấy được là trước khi mà có những cái cuộc bạo động này xảy ra thì kinh tế của Hoa Kỳ đã hồi phục lại rất là chậm, không nhanh như là nhiều người mong đợi. Nhiều người thì hy vọng là sau khi mở cửa lại thì mọi người sẽ ra đường để mà tiêu xài, ra đường để mà đi ăn nhà hàng, ở khách sạn, đi du lịch. Nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy được là cái sự hồi phục đã chậm hơn nhiều người tưởng tượng rất là nhiều. Và cộng vào đó nữa thì các bạn thấy được là chúng ta lại có cái sự đáng tiếc liên quan tới những cái cuộc bạo động. Thì bây giờ lại nhiều người ở nhà hơn nữa, người ta lại không có ra ngoài. Ngay cả các bạn thấy là cuối tuần qua nếu các bạn ở dưới Lowe's, các bạn muốn ra ngoài cũng không có đi ra ngoài được nhiều. Tại vì các bạn thấy được đã có những cái lệnh là giờ giới nghiêm, là sau 8 giờ tối là các bạn đã không thể đi ra ngoài. Và thành phố Lowe's chỉ là một thành phố tượng trưng. Các bạn thấy được là ở Hoa Kỳ trong vòng cuối tuần qua đã có rất nhiều những thành phố lớn đã có lệnh giới nghiêm để cho giữ an toàn cho người dân. Và các bạn thấy được là cho dù người dân có thể ra ngoài, tôi nghĩ là cái số lượng người mà muốn ra ngoài cũng không có nhiều như là trước đây. Điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn là nền kinh tế của Hoa Kỳ đã rất là mỏng manh. Sau khi mà cái lệnh ở nhà từ từ bị phai mờ, người ta vẫn không có ra ngoài đường như là trước đây để mà tiêu xài. Bây giờ gặp những cái trường hợp đáng tiếc như là liên quan tới cuộc bạo động này thì tình hình lại càng sẽ tệ hơn. Nhưng mặc dù là cái tình hình chúng ta cảm thấy là cũng rất là tệ, nhưng mà các bạn thấy được là chứng khoán ngày hôm nay vẫn tăng trưởng lên. Các bạn thấy được là chỉ số Dow Jones hôm nay tăng 0,36%, chỉ số S&P 500 tăng 0,38% và chỉ số Nasdaq đã tăng 0,66%. Thì một câu hỏi là tại sao mà chứng khoán lại tăng ngày hôm nay trong khi mà tình hình không những là tốt hơn như là mọi người mong đợi mà còn tệ hơn rất là nhiều. Tại vì chúng ta nhận được rất là nhiều những cái tin tức liên quan đến là khi mà chúng ta có những cái cuộc biểu tình, những cái cuộc bạo loạn này là không những là ảnh hưởng trực tiếp đối với những công ty mà đang bị thiệt hại, đối với những cái chủ cửa hàng mà đang bị thiệt hại, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đối với lại cái lòng tin của người dân về việc đi ra đường để mà tiêu xài. Và thêm vào đó nữa, nếu như mà sau cái cuộc bạo loạn này, sau những cái cuộc biểu tình này mà cái dịch bệnh lại bị lan tỏa thì chúng ta đừng có hy vọng là chúng ta có được cái sự hồi phục như là mọi người đang mong đợi. Thì trong khi mà nhiều cái nghi vấn này đang được nói tới và chúng ta thấy là thất nghiệp vẫn còn rất là cao, thì tại sao chứng khoán lại lên? Thực ra đây là một câu hỏi mà không chỉ riêng Thuận hỏi mà có rất nhiều người hỏi. Và câu trả lời là thị trường chứng khoán bây giờ rất là bất hợp lý. Nhưng mà đây cũng là cái bản tính của thị trường chứng khoán. Các bạn đã từng nghe nói tới cái câu nói là thị trường có thể là bất hợp lý lâu hơn là bạn còn vốn. Có nghĩa là các bạn dùng cái sự hợp lý của mình để mà áp dụng vào một thị trường bất hợp lý thì các bạn sẽ không đủ vốn để mà chơi với thị trường. Thị trường chứng khoán bây giờ nhiều người nói là hôm nay thị trường đi lên tại vì phần lớn những cái trade bây giờ là được trade bởi những con robot. Và những con robot thì họ sẽ trade theo những cái lập trình mà đã lập ra trước đây. Cho nên chỉ cần là khớp giá, khớp lệnh thì những con robot đó là sẽ mua bán. Cho nên hôm nay thì thị trường là tiếp tục tăng trưởng lên. Và các bạn thấy được sau khi mà chứng khoán đóng cửa ngày hôm nay ở Hoa Kỳ thì các bạn nhìn vào ngày mai thì các bạn thấy được là những cái hợp đồng tương lai như là Dow Futures đã xuống 0,48%, S&P 500 đã xuống 0,49% và Nasdaq đã xuống 0,22%. Thì câu hỏi bây giờ là tại sao mà chứng khoán hôm nay tăng nhưng mà bây giờ những cái chỉ số hợp đồng tương lai lại cho là ngày mai mở cửa, chứng khoán có thể là đi xuống, thì điều gì đã khác biệt? Thì các bạn thấy được là sau khi mà đóng cửa thì chúng ta nhận được một số những cái bản tin. Và bản tin mà quan trọng nhất đó chính là bản tin được đưa ra bởi Tổng thống Donald Trump. Thì Tổng thống Trump nói là nếu như mà cái sự việc liên quan tới bạo động này mà không được giải quyết bởi các thống đốc thì Tổng thống Trump sẽ đưa quân đội vào để mà giải quyết cái sự việc hiện tại. Thì tôi nghĩ là câu nói này làm cho nhiều người cực kỳ lo ngại nhất là những người đầu tư, tại vì nhiều người cho là trong tình hình mấy ngày qua thì có thể đã đợi vài ngày nữa là sẽ phai mờ, nhưng mà với lời phát biểu này của Tổng thống Trump thì có thể là cái tình hình mà bạo loạn này có thể diễn ra lâu hơn là vài ngày. Như là các bạn thấy được là những cái cuộc nổi lên của người Hồng Kông thì những cái cuộc biểu tình đó đã diễn ra mấy tuần liên tục, cả tháng trời, 2 tháng trời, 3 tháng trời, chứ không phải đơn giản chỉ có vài ngày. Nhiều người thì lo ngại là tình hình đó là sự thật nếu như mà không có biện pháp giải quyết, và nếu như mà Tổng thống Trump mà thực sự là đưa quân đội vào để mà giải quyết cái sự việc hiện tại liên quan tới bạo động thì chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp không ai dám chắc được. Cho nên bây giờ là nhiều nhà đầu tư mới bắt đầu là lo ngại, cộng vào đó nữa là các bạn thấy được cái sự căng thẳng về mặt tài chính giữa Trung Mỹ vẫn không có đỡ. Không những là không đỡ mà các bạn thấy là còn có cái sự tăng trưởng, là chúng ta cũng nhận được một số những cái tin tức liên quan tới Trung Quốc, là bây giờ là những cái công ty mà phụ thuộc vào nhà nước ở Trung Quốc thì bây giờ là chúng ta nghe phong phanh là có tin đưa ra là những công ty đó phải ngưng mua những sản phẩm từ Hoa Kỳ, có nghĩa là ngưng nhập những sản phẩm từ Hoa Kỳ vào, những sản phẩm liên quan tới là thịt heo cũng như là đậu nành. Nhưng mà cái sự thật của việc này như thế nào chúng ta vẫn chưa có chứng minh được. Đây là cái tin tức được đưa ra chủ yếu là từ nhà báo Reuters. Thì nhà báo Reuters cũng là một nhà báo mà đáng tin cậy, nhưng mà chúng ta thấy một số những tin tức là những cái công ty Trung Quốc bây giờ vẫn tiếp tục để mà nhập thịt heo và nhập đậu nành từ Hoa Kỳ. Thì đứng trước cái sự việc mà các bạn thấy được là tình hình kinh tế không những là tốt hơn mà còn là tệ hơn so với tình hình một tuần trước đây, thì các bạn thấy được là Bitcoin đã có cái sự tăng trưởng rất là lẹ trong vòng cuối tuần qua, và nhất là ngày hôm nay chúng ta cũng nói tới là trong vòng thời gian chỉ có khoảng chừng 45 phút mà đã tăng từ cái mức là 9.700 lên tới 10.400. Bây giờ các bạn thấy đã trả về một phần. Thì tại sao Bitcoin lại có cái sự tăng trưởng? Các bạn có thể lên mạng và tìm thấy nhiều bài viết, nhưng mà phần lớn thì nhiều người chỉ nói tới là phân tích kỹ thuật là như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ là đây không phải là một điều nào đó riêng rẽ mà khiến cho Bitcoin tăng trưởng, mà thật ra Bitcoin tăng trưởng là đã liên quan tới cái điều mà chúng ta đã thường nói tới trên channel này. Chúng ta cũng đã thấy được là trong thời gian bao nhiêu tháng qua, bao nhiêu năm qua thì có rất nhiều dẫn chứng cho thấy được là nhiều nhà đầu tư lớn đã đang lưu trữ rất nhiều Bitcoin. Và mỗi lần mình Thuận chia sẻ những tài liệu liên quan tới nhà đầu tư nào lưu trữ bao nhiêu Bitcoin thì sẽ các bạn nói là đây chỉ là những con cá voi, họ tung ra tài liệu để cho mọi người FOMO vào mua để mà đẩy cái giá lên, sau đó là họ xả hàng trên đầu mọi người. Nhưng mà Thuận nghĩ không phải là sự thật, tại vì các bạn thấy được là những nhà đầu tư như là Mike Novogratz hay là anh em Cindy Winklevoss hay là Grayscale, họ không những là mua ngày hôm qua, tháng trước đó, mà năm trước đó họ đã mua rất là lâu. Những người này một ngày nào đó thì sẽ bán, nhưng mà Thuận không nghĩ là bán ở những cái mức như thế này, họ sẽ tiếp tục tích lũy. Và tại sao mà nhiều nhà đầu tư lại quan tâm tới tích lũy Bitcoin và tích lũy một số những crypto mà họ tin tưởng trong thời gian hiện tại? Lý do thì mình nghĩ là cũng rất là đơn giản. Có hai điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn về Bitcoin ngày hôm nay. Cái điều đầu tiên thì liên quan tới cái biểu đồ Stock to Flow mà đã được chia sẻ bởi Plan B. Đây là một cái biểu đồ Stock to Flow mà đã được cập nhật mới nhất. Các bạn thấy được là biểu đồ Stock to Flow là một biểu đồ mà Thường đã chia sẻ với các bạn trong video cách đây là hơn một năm. Thì những bạn nào mà không rành về Stock to Flow là như thế nào, Stock to Flow đó chính là cái cách tính cho những cái tài sản mà có cái sự khan hiếm, như là chúng ta nói tới vàng, tới bạc, và đương nhiên trong trường hợp này là tính về cái giá trị chẩn đoán tương lai của Bitcoin. Thì Stock to Flow là một cái cách tính coi là nếu như mà với cái số lượng vật đó có trên thị trường hiện tại thì tốn bao nhiêu năm mới có thể có được cái số lượng tương đương. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà chúng ta nhìn vào cái chỉ số Stock to Flow của những cái tài sản như là chúng ta nói tới là vàng đi, thì vàng bây giờ là có cái chỉ số Stock to Flow là 62. Có nghĩa là nếu như các bạn muốn có cái số lượng vàng hiện tại trên thị trường thì các bạn phải đào 62 năm. Với cái hiệu quả đào hiện tại thì các bạn phải đào tới 62 năm thì mới có được cái số vàng như là cái số vàng đang có trên thị trường. Có nghĩa là vàng là một loại kim loại mà rất là khan hiếm. Hay là chúng ta nói tới bạc, bạc thì có cái chỉ số thấp hơn là vàng. Nếu như các bạn muốn có được cái số lượng bạc mà trên thị trường hiện tại thì các bạn chỉ cần đào với hiệu suất hiện tại là 22 năm là sẽ có cái số lượng tương đương. Thì Bitcoin như thế nào? Bitcoin các bạn thấy được là cái chỉ số Stock to Flow là 50 hiện tại. Thực ra cách đây vài tuần là chỉ số chỉ có 25, có nghĩa là chỉ hơn bạc một chút. Nhưng mà các bạn thấy được là chúng ta có hiện tượng halving, cho nên cái số lượng Bitcoin đào được đã giảm từ 12,5 đồng BTC cho một block chỉ còn có 6,25. Thì khi mà chuyện này xảy ra thì đã đẩy cái chỉ số Stock to Flow của Bitcoin lên tới 50. Có nghĩa là nếu như mà chúng ta muốn có được cái số lượng Bitcoin hiện tại với cái hiệu suất bây giờ mà mỗi lốc đều được 6,25 thì phải tốn tới 50 năm mới có được cái số lượng Bitcoin tương đương với cái số lượng Bitcoin hiện tại. Nhưng mà sự thật thì các bạn không thể làm được điều này, tại vì mỗi 4 năm thì cái số lượng Bitcoin lại bị giảm đi phân nửa, hiện tượng halving lại xảy ra. Và thứ nhì nữa là Bitcoin chỉ có tối đa là 21 triệu, khi mà đào tới 21 triệu sẽ không còn nữa. Cho nên càng ngày thì cái chỉ số stock to flow của Bitcoin càng tăng lên. Đây là một dẫn chứng cho thấy được Bitcoin là một vật càng ngày càng hiếm đi. Thì đây là một cái biểu đồ tính theo là cái giá tương lai của Bitcoin như thế nào, tính theo stock to flow model. Thì các bạn thấy được là đây là một cái biểu đồ đã được vẽ rất là lâu, và bây giờ chẩn đoán là dựa theo Plan B thì có thể là trước năm 2021 thì chúng ta có thể thấy được Bitcoin là đến gần cái mức là 100.000 đô, và năm 2021 Bitcoin đã đến 100.000 đô hay là đang đến 100.000 đô. Thì cái sự chẩn đoán này làm cho nhiều người rất là phấn khởi, và đây là một sự chẩn đoán mà tôi cảm thấy là cũng khá nhanh chóng so với lại cái chẩn đoán mà chúng ta đưa ra trên channel này. Thì các bạn thấy được là chẩn đoán Bitcoin có thể chạm 100.000 đô là khoảng chừng là tháng 5 năm 2022. Nhưng mà cái biểu đồ này của stock to flow cho thấy được là chúng ta vẫn trên đường để mà tiến tới 100.000 đô và có thể đã tiến tới con số đó vào năm 2021 này. Có nghĩa là nếu chúng ta thấy là bây giờ đã là tháng 6 năm 2020 thì có thể là chỉ còn 6 tháng 1 năm nữa là đã đến cái mức đó. Có thể là khi chúng ta nói tới thì nhiều người cảm thấy là một chuyện rất là hão huyền, làm sao mà chúng ta có thể có được con số đó. Thì có hay không thì nghĩ là thời gian sẽ có câu trả lời, coi Plan B có đúng hay là không. Nhưng mà cái biểu đồ này, cái mô hình này đã được vẽ từ rất là lâu, và các bạn thấy được giá Bitcoin thì luôn đi theo mô hình này từ khi mà Bitcoin ra đời cho tới bây giờ. Thì các bạn thấy được là cái chấm gần đây nhất là cái chấm đỏ này được cập nhật. Thì chấm đỏ này thì có gì quan trọng? Đây chính là cái giá hiện tại của Bitcoin. Thì các bạn thấy được là sau ngày halving, đây chính là cái giá hiện tại. Và trước đây 4 năm thì các bạn thấy được là năm 2016, sau khi halving, đây chính là cái chấm đỏ đó. Và tương tự các bạn thấy được là đợt halving đầu tiên là cuối năm 2012. Đây chính là cái chấm đỏ của năm 2012. Thì điều mà Plan B của mọi người thấy được là mỗi một lần halving thì cái giá của halving đã cao hơn lần trước đó, và lần sau này đã cao hơn 2 lần trước đó. Có nghĩa là bây giờ thì cái mô hình này vẫn còn là một mô hình còn có hiệu lực. Đương nhiên mô hình này cũng có nhiều người chỉ ra những cái sự không hợp lý. Cái sự không hợp lý ở đây là các bạn thấy là mô hình này chỉ có thể là diễn tả được là Bitcoin sẽ khan hiếm như thế nào. Nhưng mà khan hiếm không có nghĩa là sẽ có giá trị. Thông qua đã từng chia sẻ với các bạn là các bạn có thể kêu con các bạn vẽ một tấm hình gì đó. Có thể là sau khi vẽ xong các bạn nói con các bạn đừng bao giờ vẽ hình nữa. Thì tấm hình đó là tấm hình duy nhất mà được vẽ bởi con của các bạn. Thì tấm hình đó là một tấm hình mà vô cùng hiếm. Vậy thì sao bán được bao nhiêu tiền? Thì các bạn cũng đã thấy được là ý tôi muốn nói gì. Khan hiếm không có nghĩa là có giá trị, mà khan hiếm mà phải có một cái vai trò nào đó thì lúc đó bực đó mới có giá trị. Cho nên cái điều thứ nhì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái vai trò của Bitcoin hiện tại đó với những nhà đầu tư. Thì các bạn thấy là khi mà chúng ta nhìn vào cái tình hình mà đang in tiền hiện tại của các quốc gia, các bạn thấy được là trước khi mà có dịch bệnh thì các quốc gia đã in ra rất là nhiều, chứ đừng có nói tới là bây giờ là các quốc gia thì nhiều quốc gia lớn vẫn tiếp tục mà đưa ra các gói hỗ trợ, mà các bạn thấy được là đứng đầu là Hoa Kỳ đưa ra cái gói hỗ trợ là hết gói này tới gói kia, và bây giờ là cái gói hỗ trợ mà đang được đề xuất đã lên tới 3.000 tỷ đô la. Thì cái số tiền này đến từ cái việc in tiền của chính phủ. Các bạn thấy được là nhiều ngân hàng trung ương bây giờ là đi theo một cái lý thuyết gọi là cái lý thuyết modern monetary theory, có nghĩa là lý thuyết tiền tệ hiện đại. Thì để hiểu một cách đơn giản lý thuyết tiền tệ hiện đại là như thế nào, đây là một cái lý thuyết nói là nếu như một ngân hàng trung ương nào đó mà cần tiền thì cứ việc in tiền và cứ in thoải mái cho đến khi nào mà quốc gia đó đạt được cái số lượng người đi làm phần trăm cần thiết thì sẽ ổn, chứ đừng quan tâm tới những việc như là lạm phát hay là quan tâm tới việc là ghi quá nhiều nợ. Tại vì nếu như mà quốc gia đó có thể tạo ra được công việc làm cho những người dân thì những người dân đó sẽ đóng thuế, và qua đó các bạn có thể là lấy tiền thuế về để mà quản lý phần trăm lạm phát cũng như là trả lại cái số tiền mà đã mượn. Cho nên cứ việc in tiền thoải mái. Thì đây là một trong những cái lý thuyết mà rất nhiều ngân hàng trung ương đang đi theo. Cho nên các bạn thấy được là cái việc mà in tiền đã diễn ra rất là nhiều, và in tiền thì sẽ dẫn đến là trong thời gian dài hạn lạm phát là một điều rất là khó tránh, và cái sự Mất giá trị của tiền tệ là một điều mà không thể tránh khỏi. Đó là một trong những cái điều mà dẫn đến là nhiều nhà đầu tư bây giờ là tích lũy những loại tài sản như là vàng, như là bạc, như là Bitcoin. Các bạn thấy là cái số lượng tiền mà được mượn từ chính phủ đã lên tới con số rất là nhiều. Chúng ta nhìn vào Hoa Kỳ là một ví dụ thì các bạn thấy được là cái số lượng tiền mà Hoa Kỳ thiếu hiện bây giờ đã lên tới 25.000 tỷ. Nếu mà chúng ta chia ra tất cả người dân của Hoa Kỳ thì mỗi người dân bây giờ phải trả cái số tiền là 77.998 đô. Mỗi người Hoa Kỳ đều phải trả cái số tiền đó. Người lớn, người nhỏ đều phải trả cái số tiền này để mà trả đủ 25.000 tỷ mà Hoa Kỳ đang mượn. Nếu như mà chúng ta chỉ tính tới là những người mà có thể đi làm và đóng thuế, và mỗi người dân đóng thuế bây giờ là phải trả số tiền là 207.134 đô thì mới đủ để mà trả cái số tiền mà chính phủ Hoa Kỳ đang thiếu. Và các bạn thấy được là chúng ta nói riêng về Hoa Kỳ, nhưng mà trên thế giới thì có rất nhiều và rất nhiều những cái quốc gia bây giờ là vẫn tiếp tục mượn nợ rất là cao. Câu hỏi bây giờ là làm sao để mà lấy lại cái số tiền này? Khi mà cái số nợ này là cần phải trả thì chính phủ phải làm như thế nào? Thì quan thấy được là câu trả lời là các ngân hàng trung ương lại sẽ in nợ mới để mà trả nợ cũ, và cái số tiền nợ này cũng sẽ không được trả hết. Vì lý do đó, cái việc mà tiền tệ pháp định bị mất giá là một điều mà không thể tránh khỏi. Nhưng mà nếu như mà nhà đầu tư lo ngại về đồng đô la mất giá thì các bạn cũng có thể thấy được là cái sự lo ngại của những nhà đầu tư đó với những đồng khác như là bảng Anh hay là đồng Nhật Bản thì cái sự lo ngại còn cao tới cỡ nào. Và đây là một trong những nguyên do chính dẫn đến việc mà các bạn thấy là có rất nhiều những nhà đầu tư lớn đã đi vào thị trường Bitcoin, và có rất nhiều điều thường chia sẻ trên channel này cho thấy được là họ đang lưu trữ rất nhiều Bitcoin và những cái crypto mà họ tin tưởng. Và đây là những gì mà Thuan muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuan hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Các bạn có cảm nghĩ gì thì hãy comment ở phía dưới. Và nếu như các bạn là một trader mà các bạn muốn ủng hộ Thuan Capital, các bạn có thể tham gia các sàn giao dịch thông qua link ở phía dưới video này. Thì các bạn có thể tham gia những sàn margin như là sàn Nasdaq và sàn Bybit. Tham gia sàn Nasdaq bằng cách bấm vào link tham gia sàn. Sau khi mà đăng ký thành công thì các bạn có thể bấm vào cái nút kế bên để đăng ký vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu chơi miễn phí thông qua Telegram. Tuy nhiên là giao dịch margin có rất nhiều nguy hiểm, các bạn có thể có được lợi nhuận cao nhưng mà nguy hiểm cũng rất cao. Các bạn có thể là long đánh lên hay là short đánh xuống, thị trường lên xuống các bạn đều có thể là kiếm được lợi nhuận. Nhưng mà chơi margin không phù hợp với những bạn mới, chỉ phù hợp với những bạn nào mà có kinh nghiệm trading. Nếu như các bạn muốn giao dịch altcoin, các bạn có thể tham gia sàn Binance. Tham gia thông qua link của Thuan Capital ở phía dưới, các bạn có thể là được giảm 10% phí giao dịch. Sau khi mà giao dịch, sàn sẽ trả lại 10% vào trong ví của các bạn. Ba sàn này, Nasdaq, Bybit và Binance là ba sàn quốc tế. Nếu như mà các bạn là một người ở Hoa Kỳ, các bạn có thể tham gia sàn Coinbase bằng cách bấm vào nút đăng ký thông qua link ở phía dưới video này. Và ngoại trừ các video, các bạn có thể tìm thấy các bài viết của đội Thuan Capital ở trên trang web thuancapital.com. Và Thuan sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.